Xin chào mọi người. Hôm nay Nhi sẽ giới thiệu cho mọi người một cái máy làm đẹp với sóng RF và EMS ha. Thì cái máy này mình chỉ không dùng cho phần mặt, mình chỉ dùng từ phần ngực trở xuống thôi ha. Và mình có thể dùng phần cho phần ngực nè, phần cánh tay, phần đùi và phần eo. Thì đây là cái máy giảm âm ha. Này. Và cái máy giảm âm này mình xài sạc ha mọi người ha. Và điện thì mình dùng điện hồi nãy Nhi quên coi lại cái điện này là mình xài 110 đến 220, có người nhắc tường nó sướng không? Thì cái máy này ha, đây cái đế sạc của nó, thì nếu như mình sạc thì mình cắm và mình ghim vô đây ha. Đây thì máy này RF, thì về cái RF này, cái sóng RF này là nó được dùng rất là nhiều trong spa. Thì nếu mà mọi người muốn tìm hiểu thêm về cái sóng RF thì mọi người có thể lên search là sóng RF trong làm đẹp ha. Thì đơn giản thì về cái sóng RF này, với cái máy này thì là mình nó với cái tác động nhiệt của nó tác dụng lên vùng mỡ của mình, giúp cho mình tuần hoàn máu và nó giúp kích thích tan mỡ bụng của vòng eo ha. Và nó ngoài ra thì nó sẽ giúp cho mình sản sinh ra cái lượng collagen, giúp cho da mình săn chắc hơn và chống chảy xệ hay nhão. Còn về cái EMS, cái EMS này thì có tác dụng của nó là làm tan mỡ bụng ha. Nó có tác động rung mạnh, chuyển động rung, thì nó giúp cho mình kích thích tan mỡ cái vùng bụng, vùng đùi hay vùng cánh tay, những vùng có mỡ ha. Và cái phần Sonic này là có tác dụng nâng cơ. Cho khi mà các bạn mới sử dụng thì các bạn có thể sử dụng mức nhẹ nhất, và khi mà sử dụng lên mức mạnh nhất thì là bắt đầu mình sẽ cảm thấy đau, do là nó tập để cho mình nâng cái cơ bụng của mình hoặc là cơ tay, cơ vòng ngực săn chắc. Thì như vậy mình sẽ có cảm giác đau như là mình tập thể dục ha. Bây giờ Nhi sẽ hướng dẫn mọi người cách sử dụng ha. Thì sử dụng rất là đơn giản. Đầu tiên thì mình bấm khởi động Sonic này. Xong. Và mình bấm RF. Mình ấn một cái mình thấy đây mức 1. À đây mình chỉnh chế độ mức 2, mức 3. Rồi mình sử dụng EMS, mọi người thấy không? Chữ EMS nè. 1, 2, 3 là chế độ mạnh nhất, hay có 3 chế độ. Thì bây giờ nếu mình nhìn sử dụng lần đầu thì mình chỉnh chế độ nhẹ nhất đi. Bên này, đây chế độ của EMS. Chế độ nhẹ nhất ha. Và bây giờ thì Nhi sẽ đi lên vùng bụng. Và các bạn nhớ là khi mà mình đi thì các bạn nhớ chuẩn bị một chai nước xịt ha. Để khi xịt như vậy giúp cho máy dễ chuyển động hơn, và nó giúp cái lượng nước nó hấp thu vô cái da của mình, giúp cho da mình săn chắc và mềm hơn ha. Khi mà sử dụng cho mình có thể sử dụng cho vùng mông. Đây mọi người thấy không, cũng đi hình W chứ chắc nè. Và đi như vậy ha. Đi xuống, lên, lên, giúp cho vùng mông mình săn chắc nè, tránh chảy xệ nè. Vùng ngực, mình đi hai bên ngực lên, từ ngoài vô tránh chảy xệ ha. Đây. Và vùng cánh tay. Vùng đùi. Vùng đùi và vùng bắp chân. Thì hiện nay với những cái dòng mà dùng mà sóng RF thì là có cái máy giảm ma này ha, dùng cho body ha. Đây máy rất là đẹp, xài cũng rất đơn giản. Nếu như mà các bạn nào giống như vùng cánh tay mà mình không có mỡ thì mình khỏi xài cũng được ha. Tại vì như Nhi á, vùng cánh tay cũng như không có mỡ này, Nhi xài nó rung tê 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 lên luôn á, giống như điện giật kìa đó. Đây mình đi đúng không, thì đây mình đi vô à, cảm giác tê 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 rõ ràng luôn á. Giật. Mấy bạn biết điện giật không? Khi đụng vô điện giật á, thì cái sóng EMS này nè với RF là cái sóng radio, gần như sóng radio. Nhưng mà cái sóng này mình dùng trong spa làm đẹp ha, cho nên nó cũng sẽ tê 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 giật. Mình cảm giác giống như là bị chích điện nữa.
Và các bạn để ý khi mà các bạn dùng xong, ngay lần đầu thôi, các bạn có thể dùng tay các bạn sờ vùng da của mình giống như bên đây. Và sau đó mình rờ cái vùng da bên đây, các bạn sẽ thấy vùng da bên này nó mịn hẳn hơn ngay lần đầu tiên sử dụng. Tại vì với cái sóng RF của nó giúp cho da mình kích thích sản xuất ra cái lượng collagen, giúp cho da mình săn chắc và đẹp hơn ha. Ok, Nhi chỉ giới thiệu sơ như vậy thôi. Nếu như các bạn nào cần tìm hiểu kỹ hơn thì liên hệ với Nhi. Các bạn có thể liên lạc với Nhi qua search lên Google shop Nhi Japan, chữ S, chữ N và chữ G, mình viết hoa liên tục ha. Hoặc gọi cho Nhi với mã vùng là +81 909 834 2413 ha. Xin chào và tạm biệt. Chúc mọi người một ngày tốt lành nha. Bye bye.